Mạng xã hội hiện nay đang là công cụ chiếm lĩnh các kênh thông tin giải trí giao lưu ở hầu hết mọi lứa tuổi. Đó là nơi ta có thể đăng tải những tấm hình, những dòng tâm trạng của bản thân, cũng là nơi ta đánh bóng chính mình, biến mình thành những anh hùng bàn phím trên nhiều lĩnh vực, ảo tưởng về tiềm năng và sức mạnh, uy tín của bản thân, khiến ta luôn tự cao, tự đại, luôn cho mình là nhất và gạt bỏ đi những sự góp ý, sự tin tưởng của người khác. Vậy hà cớ gì mạng xã hội lại biến ta trở thành những người như vậy? Bởi lẽ, mạng xã hội có thể kết nối ở nhiều phương diện, nhiều thể loại để ta tự xây dựng hình tượng bản thân bằng việc sống ảo. Bạn có thể không giỏi cầm kỳ thi họa, không xinh đẹp xuất sắc, nhưng bạn có mục tiêu, bạn có chí hướng, bạn có tư tưởng và biết cố gắng vươn lên. Thời gian luôn hữu hạn, nếu chúng ta không tự yêu lấy mình, không sống thật với bản thân, không cố gắng, không tự tin, không nỗ lực thì bạn sẽ không bao giờ có cuộc sống hạnh phúc như trên mạng xã hội thường đăng tải. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy trân trọng cuộc sống, trân trọng bản thân, đừng lạm dụng mạng xã hội để khoe bẽ và đánh bóng và ảo tưởng hình tượng của mình, mà thay vào đó hãy sống thật với mạng xã hội, biết nỗ lực và cố gắng hơn để cuộc sống có thật nhiều ý nghĩa.